8. Ám độ Trần Thương. Ngấm ngầm tấn công để giành thắng lợi. Ý nghĩa của kế này là cố ý bộc lộ hành động, lợi dụng khi kẻ địch cố thủ ở đất này, bí mật đánh úp về phía sau lưng của địch. Từ đó lợi dụng sơ hở mà tiến đánh khi chúng không phòng bị, kéo đi khi chúng bất ngờ. Kế này bắt nguồn từ cuộc chiến tranh Sở Hán. Sau cuộc khởi nghĩa nông dân cuối đời Tần, Hạng Vũ tự phong làm vua của các chư hầu, thế lực vô cùng mạnh. Lưu Bang tuy dẫn quân đánh vào đô thành của Tần Vương triều là Hàm Dương, nhưng chỉ có 10 vạn kỵ binh. Để đề phòng, Tần sai tướng Trương Hàm đến đánh, Lưu Bang bèn tỏ ra không có ý tranh giành thiên hạ với Hạng Vũ. Để lừa Hạng Vũ, Lưu Bang hạ lệnh thiêu trụi đường xuyên núi từ Quang Trung tới Hán Trung, dẫn quân lui về giữ Bao Trung. Mấy năm sau, Lưu Bang chỉnh đốn huấn luyện quân mã, phong Hàn Tín làm đại tướng, sức quân tranh giành Trung Nguyên với Hạng Vũ. Để mê hoặc kẻ địch, Hàn Tín đầu tiên sai nhiều quân mã đi sửa đường xuyên núi, vừa tiến đánh theo đường cũ, xong lại ngầm dẫn quân đi vòng qua Trần Thương, xuất kỳ bất ý, đánh vào nơi địch không phòng bị và giết chết Trương Hàm, bình định tâm Tần, mở màn quyết chiến với Hạng Vũ, tiếp đó tiến dần từng bước, buộc Hạng Vũ phải tự vẫn ở Ô Giang, cuối cùng lập nên đế nghiệp nhà Hán của Lưu Bang. Sở dĩ Lưu Bang có thể hoàn thành bá nghiệp, giành được thiên hạ là nhờ vào diệu kế rõ ràng là sửa đường xuyên núi, nhưng ngấm ngầm vượt Trần Thương của Trương Lương, Hàn Tín. Vận dụng vào thương trường, kế này được diễn thành cố ý bộc lộ hành động của mình để hấp dẫn khách hàng, sau đó ngấm ngầm chuẩn bị hành động, chiến thắng đối thủ hoặc giành lấy khách hàng. Thời chiến, vận dụng mưu lược ám độ Trần Thương có thể đánh vào chỗ không phòng bị, giành lấy thắng lợi. Thời bình, vận dụng mưu lược ám độ Trần Thương có thể biến nguy thành yên, thậm chí làm nên sự nghiệp lớn. Kỳ tài kinh doanh của OMORI. Năm 1907, Omori 34 tuổi gia nhập vào công ty tàu điện của Nhật và giữ chức tổng giám đốc. Công ty này vừa mới thành lập, nhưng nó chỉ là công ty đường sắt của một địa phương nhỏ. Đường sắt địa phương bị hạn chế về mặt địa bàn, khác với đường sắt đô thị có địa bàn cơ bản là khu dân cư đông đúc. Vì vậy, sự phát triển của công ty đầy rẫy khó khăn và trở ngại. Nhưng bất kể thế nào, trước tiên cần đưa kinh doanh vào quỹ đạo chính, vì vậy phải nâng cao thu nhập. Nâng cao thu nhập có hai cách, một là tăng số người đi tàu, hai là tăng giá vé. Xét về mặt địa bàn, những người đi tàu vốn đã rất ít thì việc tăng giá vé là không thể, vì như thế có thể sẽ làm cho số người đi tàu càng ít đi. Vì vậy, Omori chỉ tập trung vào vấn đề làm thế nào để thu hút thêm nhiều khách đi tàu, từ đó tìm ra biện pháp. Trước tiên ông cho phát triển khu dân cư gần đường xe lửa. Khi phát triển khu nhà ở, Omori áp dụng phương thức tiêu thụ cho thuê nhà hoặc bán trả góp trong 10 năm. Cách làm việc độc đáo này đã mở rộng phạm vi của khu dân cư. Ngoài việc tăng số người đi làm của cư dân gần đó còn cần thu hút người ở các vùng khác đến đi tàu. Đây là một công việc cực kỳ tốn công sức. Tháng 3 năm 1910, tuyến Bảo Trưng và tuyến Kỳ Diện đã thông xe trước kỳ hạn 20 ngày. Đồng thời, Omori cũng hoàn thành ý tưởng mới để tăng lượng khách đi tàu. Tháng 11 cùng năm, ông mở vườn bách thú trong công viên Kỳ Diện. Năm tiếp theo mở khu suối nước nóng ở Bảo Trưng. Năm 1912 xây dựng sân thể thao Phong Trung. Năm 1913, Omori tổ chức đoàn hợp xướng thiếu nữ ở trung tâm giải trí của khu suối nước nóng, sau này phát triển thành đoàn ca kịch thiếu nữ. Khu suối nước nóng lại liên tục tăng thêm các thiết bị như nhà triển lãm, nhà hát, vườn bách thú, vườn bách thảo, sàn nhảy, từ đó trở thành một trung tâm nghỉ ngơi giải trí. Trong đó, đoàn ca kịch thiếu nữ tổ chức công diễn được rất nhiều người hâm mộ. Trước năm 1914, số khán giả tới xem đạt 190.000 người. Năm 1918 tăng vọt lên đến 430.000 người. Số lượng người tăng dần từng năm như vậy rất có ích cho việc tăng số lượng hành khách đi tàu. Năm 1926, ông lại tổ chức cửa hàng bách hóa tại ga xe lửa, tạo thêm dịp để dân cư ven đó sử dụng đường sắt, đồng thời đặt các nhà máy sản xuất hành bách hóa như sợi, bánh kẹo, thực phẩm, thuốc ở khu vực ven đường xe lửa nhằm tăng thêm lượng khách đi tàu. Việc thực hiện một cách có kế hoạch tất cả các sự nghiệp, áp dụng chính sách kinh doanh bù đắp nhiều mặt, làm cho công ty trở thành một điển hình về phát triển phương tiện giao thông chủ yếu cho các sự nghiệp và tuyến đường giao thông chính vì các sự nghiệp của công ty Omori như khu suối nước nóng, công ty bách hóa, nhà máy đều phát triển dọc theo tuyến đường sắt, có thể nói là một điển hình của kế rõ ràng là sửa đường xuyên núi, ngấm ngầm vượt Trần Thương. Đến bây giờ, ý tưởng lợi dụng các cơ sở vui chơi giải trí, giáo dục để khai thác khu dân cư dọc tuyến đường sắt vẫn được coi là kiến thức cần biết của ngành kinh doanh đường sắt. Lấy tiền công giả ở mặt chính khai thác khu vui chơi giải trí, sân thể thao, tổ chức đoàn ca kịch thiếu nữ, lập công ty bách hóa, nhà máy. Để thu hút quần chúng, giấu đi phương hướng tấn công đang ngấm ngầm thực hiện mưu đồ tăng thêm lượng khách đi tàu. Dùng kế ám độ Trần Thương tấn cô vu hồi để áp dụng vào kinh doanh đường sắt, Omori quả là một nhà doanh nghiệp hàng đầu có con mắt và trí tuệ hơn người. Tác dụng của những chiếc khăn giấy. Vào các buổi sáng, trên các đường phố ở Tokyo, Nhật Bản đều thấy rất nhiều cô gái nhiệt tình,
cởi mở, phát cho khách qua đường những chiếc khăn giấy thấm ướt có mùi thơm. Những ai lần đầu tiên tới Nhật khi thấy các cô gái làm việc một cách tận tụy, miệng cười như hoa này cũng sẽ cảm thấy khó hiểu. Nhưng đến khi nhận tấm khăn giấy thấm ướt thơm nước để lau mặt thì sẽ cảm thấy đây quả là một dịch vụ tuyệt vời. Mọi người chẳng có lý do gì mà không nhớ cái tên công ty in trên giấy để sau này kể cho bạn bè, người thân sự việc tốt đẹp trên. Hóa ra đây là cách các công ty Nhật Bản áp dụng để quảng cáo. Họ áp dụng chiến thuật vu hồi, rõ ràng là sửa đường xuyên núi, ngấm ngầm vượt trần thương, cung cấp cho xã hội dịch vụ mà ai ai cũng vui vẻ chấp nhận. Đem ý đồ thực ẩn giấu phía sau dịch vụ, để mọi người vô hình chung tiếp nhận sự tuyên truyền của công ty. Những hoạt động kiểu như vậy mà không ít xí nghiệp phải dốc kiệt chất xám để thiết kế, đi tìm. Kỳ thực, làm được điều đó không khó, chỉ cần nắm chắc tư tưởng của mưu lược ám độ trần thương, biết phát hiện những nhu cầu của mọi người thì có thể nghĩ ra được những hình thức khéo léo. Ma lực của đột phá hàng rào thể thao. Trong thế giới ngày nay, yêu thích, tham gia và thưởng thức thể thao đã trở thành một cái mốt. Bất kể là thanh niên hay người già đều hy vọng thông qua việc tham gia vào hoạt động thể thao để thể hiện và duy trì sự thanh xuân, sức khỏe và sự sống của mình. Như thế, yêu nhau yêu cả đường đi, bất kể cái gì liên quan đến thể thao cũng đồng thời được mọi người yêu thích. Thường thì mọi người có thêm một niềm tự hào vì có được thứ có liên quan tới thể thao. Vì vậy, các xí nghiệp công thương trong và ngoài nước đua nhau dốc sức vào hoạt động đột phá thể thao. Xét về phân công chuyên ngành thì xí nghiệp và thể thao vốn chẳng có mối liên hệ nghiệp vụ trực tiếp nào. Nhưng sức hấp dẫn đối với công chúng của thể thao thì lại có thể chuyển hóa thành nguồn tiền bạc doanh lợi của các xí nghiệp công thương. Liên kết giữa sản phẩm và thể thao hoặc tài trợ cho sự nghiệp thể thao sẽ làm cho xí nghiệp thu được những hiệu quả lớn gấp đôi. Công ty điện khí Nhật NEC tài trợ cho tiết mục cửa sổ thể thao của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc kể từ năm 1982. Mỗi năm chi 1 tỷ yên Nhật để dùng vào tài trợ cho hoạt động thể thao nhằm triển khai hoạt động tuyên truyền công cộng. Trong thời gian 3 năm, thu nhập của công ty này đã tăng 24 tỷ yên, kim ngạch xuất khẩu từ 15% tăng vọt lên 32%. Trong số các xí nghiệp của Trung Quốc, nhà máy dược phẩm Bạch Vân Sơn của Quảng Châu là đơn vị mua đội bóng chuyên nghiệp sớm nhất. Cũng do có được sự quảng cáo tiêu thụ tốt nhất nên mỗi năm tăng thu nhập 40 tỷ nhân dân tệ. Đội bóng Bạch Vân do nhà máy này tài trợ cũng nhận được sự hưởng ứng và quan tâm của các cổ động viên bóng đá. Năm 1979, đội bóng Trung Quốc bị thua New Zealand, đánh mất cơ hội vào World Cup Tây Ban Nha, mọi người phản ứng kịch liệt. Một lãnh đạo trung ương nói, bóng đá phải chăm sóc từ tấm bé. Giám đốc nhà máy cao su của thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô là Hề Dã Tần biết được tin này. Sau khi được sự đồng ý của Trung ương Đoàn và Ủy ban Thể thao Quốc gia, ông lập tức thử chế tạo bóng mini cho bóng đá thiếu nhi. Trung Quốc theo tiêu chuẩn và tặng 3 vạn quả bóng cho các vận động viên bóng đá tí hon của Thượng Hải, Bắc Kinh. Năm 1983, nhà máy cao su này và nhà máy cao su Bộ Vân của Thượng Hải cùng liên hợp tổ chức hội xúc tiến bóng đá thiếu nhi trong 5 năm. Năm nào cũng tổ chức giải bóng đá mini trên phạm vi toàn quốc, đồng thời cùng báo thể thao mảnh trời bóng đá liên hợp lập nên giải thưởng bóng đá thiếu nhi. Giám đốc Hề Dã Tần đã nắm được tâm lý quan tâm chung của mọi người tới sự nghiệp bóng đá. Lợi dụng bóng đá mini để tạo ra một cục diện lớn, điều động cả công nghiệp, thể thao, giáo dục, báo chí để nâng cao tiếng tăm của nhà máy. Kinh doanh quả thực là một trận chiến đấu. Kinh tế hàng hóa không thừa nhận bất cứ uy quyền nào, chỉ thừa nhận kẻ mạnh. Trong cuộc đấu tranh này, hai kẻ mạnh gặp nhau thì kẻ dũng thắng, hai kẻ dũng gặp nhau thì kẻ ra tay trước thắng, mọi người đều ra tay trước thì kẻ có nhiều tiếng tăm thắng. Đây là kim chỉ nam trong kinh doanh của giám đốc Hề Dã Tần, nói như ông, nâng cao tiếng tăm là sự nghiệp hàng đầu. Rõ ràng sửa đường xuyên núi tài trợ hoạt động thể thao, mở rộng uy tín của xí nghiệp, tiếng tăm và đầu ra sản phẩm của xí nghiệp chính là mưu kế tiến hành hoạt động đột phá hàng rào thể thao của các xí nghiệp.